Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày dột tháng mưa, ngày thừa tháng nắng. Được sự ủng hộ của nhà nước, được sự ủng hộ của chính quyền, được phòng công chứng chứng giám, Trần Anh xin đưa một mẫu Innova đời 2008 về làm dâu cho nhà Trần Anh nha. Dưới sự chứng kiến của toàn thể tất cả các anh em, hôm nay Trần Anh sẽ review một mẫu Innova 2008. Đẹp thôi rồi luôn anh em. Anh em nhìn nè, 2008 hàng cọp nè anh em. Hai cụm đèn trước chủ nhà nè, chủ nhà thay mới tinh 100%. Đó, mặt ca lăng nè, thay mới tinh 100%. Được chưa anh chị? Đèn bên đây thay mới tinh 100%. Trần Anh gọi là nguyên chất con bò cười, sữa tươi 100% anh chị nha. Và đây anh em, chủ nhà còn lại tích hợp lên gương chiếu hậu, tích hợp xi nhan 100% con bò cười luôn. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024, đời 2008. Nước sơn chạy qua thời gian, tắm qua một nước sơn rồi nha. Cho nên đừng hỏi sơn rin, sơn rin còn ít thôi, nhưng chất xe bao đẹp cho anh em luôn. Đây anh em, dàn mâm của em Innova 2008 nè, mới len ken vỏ nè, vỏ chủ nhà thay 85%, gầm bọc ở trong nè, không có một dấu hiệu mục mọt hoặc đâm ve ở trên chiếc xe nha anh em. Mẫu đây là 2.0 nè, mức độ tiêu hao nhiên liệu cho anh em đâu đó rơi nằm tầm 9 lít trên 100 km nha anh em. Đây là gần gầm nè, đời 28. Anh chị coi có chỗ nào mục mọt ở dưới phòng cu dè không? Cu dè là không có một tí gọi là mục mọt nha. Bốn vỏ đẹp như nhau nha anh chị, dàn mâm là sáng trưng luôn. Mẫu này 7 chỗ ngồi rộng rãi cực kỳ anh em. Lấy mẫu để về đi du lịch nè, đi chơi nè, chở người yêu đi nước ngoài, chở người yêu luôn cả đi câu cá, đi giải trí, đi picnic, đi tất tần tật được hết. Đồ đẹp thì mẫu đây là thông dụng tuyệt vời rồi, 49E48966, biểu tượng phong dáng em Innova, sơn si không một tí gọi là tì vết, từ những mí nối giữa phần tôn với phần nhựa rất là đều. Sơn thì tắm qua một nước sơn rồi. Anh chị coi cái bọng dè nè, đó bọng dè rồi 2008 mà con có đẹp không? Có chỗ nào mục mọt không ạ? Cái xe đẹp hay không anh em coi phần cua dè. Cua dè có những cái đường keo nè, keo chạy ở dưới cái phần cua dè. Bốn vỏ mới như nhau, dàn mâm là sáng trưng, nội thất option ở trong, da sạch sẽ, tuyệt vời anh em nha. Xe cũ chắc chắn lâu ngày phải tân trang thêm, như là lót sàn, chủ nhà lót sàn mới hết toàn bộ, ghế là bọc ghế mới hết toàn diện, dàn trần lên dàn trần 5D, được chưa anh em? Ba dàn lạch, một trước hai sau cho anh em. Mẫu này anh em đi là khá là ok rồi, khá là pro rồi. Ghế phía sau sạch sẽ mà, dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ, gờ xịt, anh coi những vân gai anh em, không một tí phai mờ. Keo chỉ thì bầu ơi thương lấy bí cùng rồi, tuy rằng khác hẳn nhưng em ấy vẫn xinh đẹp như thỏ nào. Keo chỉ rin hết 100% nha anh em. Hôm nay Trần Anh bán được rất là nhiều xe, cảm ơn anh em đã thương yêu và giúp đỡ Trần Anh, cảm ơn tất cả anh chị nha. Không có gì ngoài lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc nhất dành tặng cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Và con đường không đi, con đường mọc trên bên đầy cỏ dại nha. Người không leo dốc, không đi mua xe, không giao lưu qua lại, chúng ta đành mãi mãi phải xa nhau thôi anh em. Keo chỉ nè, đẹp như thế này nè anh chị nè, đó đẹp không, rất là ok. Tem hai bên còn nguyên bản hết anh chị nha. Đây nè, tán bản lề chưa mở luôn anh em. Khối lượng thịnh của em nó là 1530 kg. Vô lăng 4 chấu của Innova không một tí phai mờ. Em này đã tích hợp là trang bị màn hình Android nè, cam hành trình nè, củ số bao đẹp nè, tắp lô tắp bi sạch sẽ nha, liền lắm. Đây anh em, vô lăng đẹp không, trợ lực em này cực kỳ đầm, đồng hồ đi 303.000, chuẩn đồng hồ, không hề đồng hồ. Giá bán thì sao? Giá bán cực kỳ dễ thương cho anh em luôn, dễ thương một cách kinh ngạc anh chị ạ. Nãy giờ trên xe có những cái nhược điểm và có cái ưu điểm thì Trần Anh đã nói hết toàn bộ cho anh em rồi. Toàn bộ hệ thống kính chắn gió trên phần Innova rim toàn tập, không thay nha anh em nha, không thay, không nứt, không bể, được chưa anh em? Cục máy nổ thì thầm mùa xuân luôn em, đâu đó còn hơn một tháng nữa rồi là Tết rồi, chúng ta cùng đón một mùa xuân mới, được chưa? Cùng với Trần Anh trải nghiệm những mẫu xe hàng hot bên Trần Anh Auto. Đây cục máy nè anh chị, cục máy khá là chất anh em ạ. Máy nổ êm ru, hàng G sẽ trang bị là ABS chống bó cứng phanh nè, hai bên lường là không có đâm ve lỗi lầm, và đây là xương đầu nè,
xương đầu của em nó là theo xe toàn bộ 100% nha anh em nha. Nó có đèn, đèn thì chủ nhà thay mới toàn bộ thôi anh em. Hai bên sạch sẽ chưa, keo quấn ở trong phần họng rồi. Dây điện là câu nguyên bản, không có dấu hiệu là câu lằng nhằng trên chiếc xe nha anh em. Đây nè anh em, máy số em này thì bao rin rồi anh em ạ. Em này máy số rin, máy số rin nha anh em. Đây nè em, đây là mặt nắng chưa mở này anh em. Đó, mặt nắng đầu chưa mở này. Xe này là máy rin, máy rin. Đây là mặt keo nè, mặt keo của em nó còn nguyên nguyên bản theo xe nha anh em. Hệ thống boe, cả biến gió đầy đủ các tính năng rồi anh em. Cục máy khá là ok, máy sạch sẽ. Và dòng Innova chúng ta sẽ sở hữu là bốn van hút nè, bên kia là bốn xẻ, bốn vô bốn ra đây anh chị. Đây là bốn van hút nè, dưới là bốn van xẻ. À không không xin không, cái này chỉnh lại nhẹ là mặt nắp cò hơn em, cho anh xin lỗi, chỉnh lại nhẹ mặt nắp cò rồi, có chỉnh nhẹ là mặt nắp cò rồi anh em nha. Còn tán đầu dưới của em nó là chưa mở nè. Đó, tán đầu dưới, mặt dưới của em nó là chưa mở nè. Đây nè, thậm chí từ cái bát nè, cái bát của cái thay thâm nhớt, nhớt máy chưa mở. Tán đầu chỉnh nhẹ thôi, chỉnh nhẹ bằng nắp cam cò thôi. Và đây là IC, chủ nhà cũng có thay. Đó là báo thẳng, báo chuẩn cho anh em nha. Còn em này máy số cực kỳ rin luôn anh em. Sạch sẽ chưa? Còn nhiều khi em quay cái xe lên mình phải báo thực tế cho anh em biết là cái tình trạng xe nó như thế nào. Cho nên chính vì cho bà Trường Anh phải được lòng thiên hạ là ở chỗ đó đó anh em. Báo xe chuẩn, báo xe đúng chứ không có báo xe sai được. Nhiều khi anh em lên anh em còn coi xe nữa. Đây là anh em coi nè, cái đường bơm nước chưa mở nè. Đây là hệ thống dầu trợ lực chứ em sorry, dầu trợ lực chưa mở nha anh em nha. Đó, dầu trợ lực nó chưa cui luôn. Cái này là có thay lại đường bơm nước. Đó, đường bơm nước phía dưới được có thay lại đường bơm nước thôi. Còn máy số là bao chất cho anh em. Và đây nắp capo nè anh em. Nắp capo là nguyên bản của dòng Innova keo chỉ nè. Keo chỉ riêng tuyệt đối 100% nha anh em nha. Nói chung tán nắp capo thì cũng có canh chỉnh là bình thường đó. Quan trọng là nó không cứng lỗi là được. Chứ đời này không thể nào so với những cái xe 700-800 triệu mà coi tán nắp capo được đâu. Kể cả anh em sau này anh em mua xe cũng vậy. Cái xe Innova mà giá 100 mấy 200 anh em đừng có coi tán làm gì, nhiều khi nó lệch cái bản lề đi người ta canh chỉnh là bình thường. Còn quan trọng là anh em coi thực tế dàn xương đầu xương khung nó có bị đâm pha lỗi lầm hay không thôi. Đó, máy êm lắm, máy nổ là êm ru. Em sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm, mẫu này đi an toàn vì em này nó là nồi đồng cối đá từ xưa đến giờ rồi. Nồi đồng cối đá từ xưa đến giờ, đồ chơi phun kính rồi. Như là chạy thời gian 5 tháng va quẹt là bình thường như cản trước. Nè, chạy va quẹt xè cản xè bát là bình thường. Cái này nó hơi xè bát nè. Nó xè bát một tí xíu là bình thường nha anh em nha. Đó, xe có sao là báo thẳng báo chuẩn như vậy đó. Được cái chất xe đẹp. Chất xe đẹp. Sơn xi thì không có sơn rin đâu, giờ Trần Anh báo luôn rồi đó. Hàng đẹp ok anh em. Tết này mà anh em đi Innova mà tới nhà Trường Anh mà ăn Tết nữa thì thiệt sự là chúc mừng quan viên hai họ luôn. Đẹp nha. Đây anh em nè, keo chỉ ở trong sạch là, sạch sẽ nè. Nhiều khi anh em coi clip anh em cứ thấy Trường Anh quay những con tán này rồi anh em coi xe anh em lại mai mốt anh em đi coi xe anh em lại cứ bắt chước cho anh em được cứ kêu tán này. Nhưng mà anh em phải hiểu quan trọng là xe không cứng lỗi. Còn cái xe mà tầm 1 tỷ mấy anh em coi tán thì ok. Còn một cái xe 100 mấy 200 gì đó và tán nó có mở một tí xíu cũng chả ảnh hưởng. Quan trọng là keo rin nó còn nguyên bản. Và cái thứ hai, hiện trạng xe là nó không có bị đâm va và lỗi lầm là được rồi anh em. Đó là anh em đã bắt đầu biết coi xe rồi, được chưa? Chứ còn Trần Anh mua xe mà Trần Anh có quan niệm em coi từ những con tán phải rin hết phí mua thì làm sao mà có xe về phục vụ bán cho anh em được. Quan trọng chất xe không cứng lỗi là được, còn tán nó mở kệ nó không quan tâm, được chưa anh em? Đó là cái kinh nghiệm của Trần Anh đi buôn xe là vậy đó anh em. Số nè anh em, số khô ráo sạch sẽ đó. Máy số bao rin, nói chung là có canh chỉnh một hai thứ rồi, nãy Trần Anh nói ở phần máy rồi.
anh chị số còn sâu khô réo rồi, sạch sẽ nha anh em, lầm bọc ở trong rồi, không có một tí mục nha anh em. Đó được chưa, hỗ trợ góp không ạ, hỗ trợ góp cho anh em luôn. Và nãy giờ nói quá trời là nói mà không nói giá bán, giá bán cái này là 225 triệu cho anh em, được chưa, bớt anh em 5 triệu còn 220 triệu. Anh em thích góp lên tới con số 100 triệu không hay là 150 triệu, anh em cứ nói đi, chỉ cần anh em ok một cái là Trần Anh xét duyệt là chơi, được chưa. Đến với Trần Anh là đến với một bầu trời công nghệ xe giá rẻ, đến với Trần Anh là đến với một cả thế giới tràn ngập tình yêu, được chưa anh em. Quan trọng chúng ta mua bán vui vẻ là chính. Hôm nay bán rất là nhiều xe cho nên hôm nay Trần Anh rất là vui, mua nữa bớt nữa, mua nữa bớt nữa, chơi vậy đó anh em. Trần Anh chào bà con nha, em see you and goodbye.